Mọi người, chào mừng mọi người trở lại với kênh của mình nha. Hôm nay mình cũng nhận được nhiều cái câu hỏi của anh chị em nói về cái vấn đề vệ sinh, và mình chưa trả lời điện thoại, nói chung là nhân điện thoại nhắn tin gì cho mọi người nhiều quá, trả lời nó không hết, không đủ ý, cho nên mình sẽ làm một cái clip để nói về cái vấn đề mà vệ sinh như thế nào trong chăn nuôi, đặc biệt và chăn nuôi gà của mình nha mọi người, để mọi người hiểu hơn vấn đề vệ sinh. Đó. Rồi mọi người mới nuôi, cũng mọi người từng nuôi gà rồi, mọi người sẽ biết được cái vấn đề vệ sinh như thế nào. Đó là vấn đề vệ sinh, tức là chúng ta làm gì? Chúng ta thu dọn, chúng ta thu dọn phân nè, rác nè, những cái gì liên quan đó, khi trước khi nuôi, và chúng ta làm bằng khoảng chuồng trại chúng ta, và chúng ta gãy chấu gì đó là chúng ta vệ sinh trước khi nuôi. Còn vệ sinh sau khi nuôi là như thế nào? Là anh chị em đó, chúng ta xử lý rác thải của con vật chúng ta nuôi, đặc biệt là gà đó mọi người. Xử lý phân phú, xịt sát trùng, ngâm chuồng trại đó, dụng cụ chăn nuôi đó, máng ăn, nước uống gì đó, chúng ta ngâm đủ hết. Đó là vấn đề vệ sinh sau khi chúng ta xuất bán gà. Còn cái vấn đề mà vệ sinh trong quá trình nuôi nó có nhiều cái cạnh, nhiều công việc lắm. Ví dụ như vệ sinh vết thương của con gà, con vật mình nuôi, chúng ta tính tới giai đoạn tiêm phòng gì đó, mà chúng ta tiêm vaccine đó, hay là chúng ta chích thuốc kháng sinh gì đó, mà nó bị nói chung là nó bị sát trùng trước khi tiêm chúng đó, hoặc tiêm rồi chúng ta cũng bắt trùng nó nữa, vết thương gà nó ưa bị nhiễm trùng, chúng ta phải sát trùng để cho vết thương mau lành, tránh bị nhiễm trùng nha mọi người. Đó là những công việc. Và những con gà hay là con vật nuôi chúng ta nó thường bị nó mổ nhau, cắn nhau rồi đó, thì chúng ta cũng vệ sinh cho nó, ví dụ như bôi thuốc đỏ lên cho nó cũng là vấn đề vệ sinh cho nó đừng có nhiễm trùng cơ thể. Rồi trong quá trình nuôi chúng ta cũng xịt sát trùng định kỳ, dùng những loại thuốc kháng sinh nào đó chúng ta cũng phục vụ trùng, đó là cũng là khâu vệ sinh nha mọi người. Đó, tôi sẽ vô cái phần chi tiết về cái phương pháp vệ sinh tốt nhất hiện nay và nhiều trại áp dụng nha, để mọi người hình dung rõ cái phương pháp nào tối ưu, phương pháp nào hợp mọi người áp dụng được vào cái trại của mình, được phần nào hay phần đó. Nói chung là chia sẻ hết những gì mà mình biết được trong quá trình mình giao giống, mình tiếp xúc những cái trại có cái chu phương pháp vệ sinh tốt nhất để nuôi gà một cách hiệu quả, tránh dịch bệnh nha mọi người. Đó là chiều nè mọi người, chiều mình rảnh mà mình cho gà ăn hết, cứ mình ra đây mình ngồi đây mình chia sẻ cho mọi người nha. Đó, công việc của mình như thế thôi, sao gà nó cho gà ăn rồi chia sẻ thôi cho mọi người, để người thực hiện cái đam mê của mọi người cũng như là công việc của mình để giúp cho gia đình của mình nha mọi người. Đó. Rồi vô cái cụ thể đây, trả lời chính cho mọi người này, để mọi người dài dòng quá nha mọi người. Đó, cái vấn đề vệ sinh tốt nhất là cái khâu mà chăm sóc gà đó mọi người, nó chiếm tới 60% nha mọi người, trong tổng số thành công của mọi người á. Vaccine là thực hiện đầy đủ vaccine là chiếm hết 40%, còn cái khâu chăm sóc chứ cái con giống là chiếm 60% đó, con giống thì chiếm khoảng 10% thôi. Cái khâu chăm sóc của mình là quan trọng nhất, chiếm khoảng 50-60% đó mọi người, nó gom vô luôn. Đó, cho nên vấn đề vệ sinh là vấn đề cực kỳ quan trọng luôn, quan trọng nhất luôn. Đó, thì mình vệ sinh được mình mới nuôi được. Đó, không lẽ mình đem gà về mình không vệ sinh thì mình thấy đại hay càng giống chỗ hôi thối gì đó, con gà bự con gà nhỏ nó còn tồn tại đó, những cái nơi mà nhiễm khuẩn nhiễm hoạt bọng gì đó thì sao mà gà sắp nổi mọi người. Mọi người thấy mọi người vô cái chỗ mọi người kém vệ sinh của mình thở được không, sống nổi không? Đó, người ta nói gọi là vệ sinh là gì, tức là mình phải dọn dẹp hết những cái gì rác nè, con gà nè, hôi thối nè, rác mục gì đó mình dọn hết sạch sẽ luôn, mình đổ chấu vô, mình xếp chồng vô, đó là khâu trước vệ sinh. Và cái phương pháp một vệ sinh khi mà mới đem gà về để mọi người nhập mình nuôi mới á, thì mọi người cần sử dụng những cái phương pháp sau đây. Phương pháp thứ nhất là mọi người làm gì?
mình sử dụng coi voi bọc. Voi bọc là cái voi dạng nền đó mọi người. Mọi người mua mịch bao voi bọc về mọi người rải gác đều hết nền chuồng nè, gác nè. Rồi cái săn thả là mọi người dắt nè, gác nè. Gác một thời gian vậy đó để cho nó chết những cái vi khuẩn, những toàn bộ vi khuẩn. Còn cái voi này là mạnh lắm, toàn bộ vi khuẩn nha mọi người. Voi là sử dụng phổ biến nhất. Và cái voi á mình sử dụng là trước khi mà nhập gà mới hoặc sau khi xuất bán nha mọi người, chứ trong quá trình nuôi hạn chế sử dụng. Tại vì cái voi á nó rất là nó nóng, mà gà nó mổ vô là nó lụm luôn nha mọi người, cho nên hạn chế sử dụng trước hoặc trước khi nhập gà con nuôi hoặc sau khi xuất bán mình sử dụng. Và cách đó khoảng 15 ngày mọi người, mình sẽ xin trước 15 ngày dưới nền đó, sử dụng voi dưới nền. Còn mọi người sử dụng giống một số loại như là cồn mà khoan, mình không nói cồn trước, mình bây giờ nói một loại mà chúng ta phun sát trùng đi, phun sát trùng cái loại iodin gì đó mà chắc cái tiệm thuốc y bán đó mọi người. Cái chai 1 lít, chai 500cc đó mọi người, nhìn pha với bình nước mình đó, pha nước rồi mọi người xịt xung quanh chuồng trại á, xịt mọi người xịt nè, xịt nền nè, xịt chuồng trại nè, xịt xung quanh chuồng á, rồi xịt trên cái chằng cái tầng chuồng luôn, nhưng mà cái chằng chằng nhà là chúng mình xịt lên luôn, xịt hết chung là xịt cũng đều luôn. Đó là cái khâu mà sát trùng sử dụng đó, như loại vôi bột nè, rồi iodin đó, mà các loại thuốc sát trùng mà có bán trên thị trường đó, mọi người cứ sử dụng. Và mọi người chú ý nè, những cái loại thuốc sát trùng đó mình nên sử dụng 2 vụ nuôi, hoặc kỹ nhất là mọi người sử dụng 1 vụ nuôi thôi. Một vụ nuôi mình sẽ đổi gốc thì nó rất quan trọng mọi người. Đổi gốc nó tránh được cái tình trạng mà vi khuẩn virus lờn thuốc kháng sinh, ý lộn nó lờn thuốc sát trùng nha mọi người. Nó mà lờn thuốc sát trùng cũng giống như lờn kháng sinh gì đó, nó sẽ có những cơ chế đặc biệt nó bảo vệ, cho nên mình xịt sát trùng hoài nó cũng không có hiệu quả. Tại vì lờn là sao là hiệu quả được, cho nên mình buộc mình đổi gốc thuốc sát trùng, nó an toàn hơn mọi người, nó tốt hơn cho mọi người. Đó là 2 cái phương pháp mà sử dụng trước và sau khi trước khi nhập gà con nuôi khoảng 15 ngày và sau khi xuất bán khoảng 15 ngày mọi người. Đó, công việc của là vệ sinh đó. Vệ sinh xong là chúng ta sụp cái trùng. Rồi, cái đó là cái phương pháp nói chung là đơn giản, ai cũng thực hiện được. Còn phương pháp mà đầu tư hơn, kỹ hơn nữa là mình sẽ nói sau. Mình sẽ nói cái đơn giản này thôi. Đơn giản đó là ai cũng làm được, chi phí nó cũng rẻ nữa mọi người. Nói chung là chuồng nền nào mình cũng làm được hết, nền đất, nền cát, nền xi măng thì mình cũng làm cái đó được hết nha mọi người. Mình cũng vệ sinh được hết, mình cũng sát trùng được hết đó. Còn nếu mà mọi anh chị em nào sử dụng những cái nền mà bằng cán xi măng á, nền đầu tư kiên cố á, mình có 2 cái phương pháp sau này nữa nè. 2 phương pháp này cực kỳ quan trọng, cực kỳ tốt luôn, hiệu quả giống như ông cha ngày xưa sử dụng đó. Đó là cái phương pháp đốt nha mọi người. Pháp mà đốt là đốt như thế nào mọi người? Đó làm gãy, làm nương, làm ruộng nữa mọi người. Ông cha ta thường đốt, đốt đồng, đốt gươm, đốt gạ đâu đó. Đốt này rất hay nha mọi người, chết toàn bộ luôn, những quy quẩn, những nấm móc sau mà vụ lúa đồ là chết sạch hết. Đó, cho nên mình sử dụng vấn đề chăn nuôi của mình nha mọi người, giống như ông cha ta luôn. Có phương pháp đốt sử dụng nhiệt. Sử dụng nhiệt nhiều chạy hiện nay sử dụng lắm. Đó là những dụng cái khò với cái bình ga lớn á, mọi người khò đều hết ở dưới nền. Đó là chúng ta quét nha mọi người. Quét những cái cát, những cái phân gà chấu ra hết sạch sẽ hết. Chúng ta xịt đi, lấy nước phun tên, lấy nước dội nước phun tên gì đó, chúng ta xịt rửa sạch sẽ hết. Rồi cho nó khô lại, rồi chúng ta sử dụng bình khò. Chúng ta khò trực tiếp xuống nền. Và chúng ta khò lên trần tường nữa các bạn, nhà luôn, cái bờ xung quanh đó, xung quanh thôi chứ không phải trên nhà. Trên khò được thì tốt, không khò được thì thôi không sao, quan trọng là khò ở dưới nền với xung quanh chạy của chúng ta. Chúng ta khò gì nó chết nhiều loại lắm,
tất cả những loại virus, vi khuẩn, nấm mốc thì chết sạch lá, côn trùng thì chết luôn. Đó, phương pháp tiên tiến nhất hiện giờ đó là phương pháp khò nha mọi người. Nhưng cái phương pháp này nó nhược điểm của nó là chỉ áp dụng cho những cái trại mà bằng sắt thép kiên cố, bằng nền tráng xi măng kiên cố. Còn những cái trại mà bằng sắt lá đồ mọi người, lá đồ tạm bợ gì mà đừng khèn ha, họ sống cháy luôn nha mọi người, cháy luôn là nguy hiểm nha, cực kỳ nguy hiểm cái phương pháp này. Đối với những cái trại áp dụng kiên cố rồi thì sử dụng phương pháp này nó an toàn hơn, an toàn cho mọi người nha. Đó, cái phương pháp thứ hai nữa là cái phương pháp ngâm. Ngâm thì chúng ta cũng thực hiện ở những trại kiên cố thôi, ngâm thì chỉ ngâm được dưới cái nền thôi, nền bằng xi măng đó, chúng ta bơm nước vô chúng ta ngâm, ngâm đó, ngâm cho 6 tiếng đồng hồ vậy đó, chúng ta xả nước ra chúng ta xịt lại. À, cái phương pháp này nói chung là áp dụng cho những cái trại mà kiên cố mà dạng trắng xi măng đồ thôi, công ty đồ, công ty nó ngâm gì đó, ngâm ngâm chung với dụng cụ chăn nuôi luôn, ví dụ như máng ăn nè, máng uống nè, bình nước uống nè, máng xúc thức ăn nè, nhiều cái loại đó là mình ngâm hết, ngâm hết chùi gõ kịch xẻ đồ vệ sinh nó toàn bộ. Thì cái mình xử lý, mình vệ sinh á, mình sát trùng á, điều hết toàn bộ hết, càng kỹ càng tốt, thì cái mầm bệnh chúng ta sẽ không có phát triển được, không có chịu nổi phát triển được. Nhớ nha mọi người, nhớ cái là mình nhắc đi nhắc hoài hoài đó là đổi nha, đổi gốc. Một mùa vụ này mình xài cái thành phần đó, thuốc sát trùng đó, mùa sau mình đổi lốc liền luôn đó. Kỹ là đổi vậy, còn không kỹ thì xài hai lần nha, mà tối đa là hai lần, đừng quá ba lần, mau lờn lắm, cho nên mình phải đổi gốc. Nhớ anh chị em phải đổi gốc, không nên sử dụng một loại một sát trùng mà suông suốt vụ hoặc sượt năm này năm tháng, không nên, tuyệt đối không nên, mọi người nhớ đó. Đó, đó là những cái phương pháp mà mình hướng dẫn cho mọi người. Còn những cái phương pháp thì sử dụng trong quá trình mà nuôi chặt nuôi á, nó có bị bệnh, nó bị tiêm vaccine đồ đó, nó bị ghẻ lở đồ đó, chúng ta sẽ dùng cái gì để chúng ta vệ sinh đó. Thứ nhất chúng ta dùng cồn, cồn nè, cồn iốt nè, vô vệ sinh cũng được, cồn trắng cũng được, hoặc thuốc tím cũng được, hoặc sinh metilen cũng được đó. Những cái loại đó thì dành cho cái việc sát trùng trên vết thương của gia súc gia cầm nha mọi người, rất tốt, rất hiệu quả, tránh nhiễm trùng. Đó, tránh nhiễm trùng có nhiều loại lắm, mình kể nãy giờ thuốc tím, thuốc sinh metilen, rồi logamin B đó, những cái loại mà dùng trong sát trùng chuồng trại tiêu độc côn trùng đó, rất tốt, hiệu quả. Mọi người nhớ những loại đó để mọi người thay đổi lương khuyên, tránh sử dụng một cái loại duy nhất, áp dụng cho một trường duy nhất cho mọi người, rất là tai hại, rất là lần thuốc đó. Cái loại đó trong quá trình chăn nuôi thì cái vệ sinh nó chiếm rất quan trọng, chăm sóc vệ sinh đó là cực kỳ quan trọng, chúng ta vệ sinh tốt thì công việc chăn nuôi chúng ta mới thành công được, như ngày càng phát triển được, mới có thể giữ được cái đầu con, mới có phát triển được, bán được thịt chứ. Chứ nuôi mà nói chung là bỏ luôn, không chăm sóc, không vệ sinh chuồng trại đồ, mới hãy vô cái là chết rồi. Cho nên cái vấn đề vệ sinh này mình chia sẻ luôn, để vệ sinh đó cho mọi người biết sử dụng những cái gì tốt nhất, cái gì hay nhất mình sẽ nói cho mọi người biết. À quên đó, cái vấn đề mà gắt gắt vôi á trong nền á, mình áp dụng cái trường hợp này nè đó, mình xới đất lên, cái nền mình là đất nha, mình xới đất lên rồi mình hái gắt bắt vôi nha mọi người, gắt vôi trong vòng 15 ngày ở săn thả cũng vậy, mình xới lên hết, mình gắt vôi 15 ngày, sau tới 15 ngày đó mình xịt lên cái, mình lấy cái nước vôi trong phun tên mình đó, nước cây rồi mình xịt nha mọi người, xịt cho nó trôi hết những con vi khuẩn virus, nó chết đó. Rồi lại vôi nó thấm xuống đất, rửa sạch hết trơn phòng bệnh ở trên nền chuồng mọi người, hoặc ở săn thả nha mọi người, cực kỳ tốt, nó rẻ lắm, vôi nó rẻ cho nên sử dụng vôi cũng được, hoặc mọi người sử dụng những cái thuốc nãy mình nói đó, thuốc sát trùng tiêu độc khử trùng chuồng trại á đó, sử dụng những cái phương pháp mình nói nãy giờ, phương pháp nào mình nhớ không, đó là cái phương pháp xịt nè, xịt xung quanh, sử dụng những cái thuốc sát trùng
chúng ta xịt xung quanh chuồng trại, chúng ta xịt nền đó, và chúng ta có thể xịt kể cả trên vật nuôi nữa mọi người. Vật nuôi mà nó ưa bị con gà, nó ưa bị cái phần đậu gà, đậu gà nhảy lên cơ thể cái móng của con gà, móng con gà nó cào da của con gà kia, là thường những cái đó là nhiễm nhiễm khuẩn mọi người, sát trùng luôn. Mọi người xịt nó giống như mọi người xông hơi để cho nó chết con vi khuẩn, sát trùng được trên khuẩn trên trên con gà. Và cái phương pháp xông xông hơi này nè, nó áp dụng luôn cái việc tiêu diệt luôn những cái con mạc rồi nha mọi người. Mạc cái gì chứ nguy hiểm, mạc nó cắn gà, nó làm cho con gà chết, không chết thì con gà nó cắn lộn nhau, đá nhau, gây kiệt sức nha mọi người. Kiệt sức là giảm năng sức của mọi người, tại vì nó đâu có tập trung ăn uống ở đâu, nó chỉ đá nhau, cắn lộn nhau. Với lại những con mạc con gẹp này là nó hút máu con da cầm của mình đó, con gà của mình, cho nên nó làm con gà si luôn, đẹp luôn, đó, nguy hiểm lắm. Còn cái vấn đề mà nấm mốc luôn, nấm mốc cực kỳ quan trọng nha mọi người. Nấm mốc mình phải tiêu độc nó, mình phải sát trùng nó. Những cái loại thuốc mình nói thì cũng có thể tiêu độc, tiêu trùng, sát trùng với cái loại mắm mốc này đó, cực kỳ quan trọng. À, bởi vì sao? Bởi vì nấm mà nó vô con gà con mà mới một ngày tuổi. Một ngày tuổi thường nó xảy ra trường hợp nào? Trường hợp là nó dính cho trứng mọi người, dính cho trứng. Cái nấm á, nấm theo trứng con gà, tại vì trong cái lò ấp á, cái lò ấp mà nhiệt độ cao nhất của lò ấp là chỉ 37,5 độ, nên cái vi khuẩn nấm độ nó vẫn tồn tại được. Thường trên 100 độ mấy loại vi khuẩn nấm mới chết, cho nên trong lò ấp mà con vi khuẩn nấm vẫn tồn tại được, tồn tại theo con gà nở, gà nở xong rồi dính vô con gà, gà con mà nó rồi xong mới vô cái nội tạng. Nấm thì vô nội tạng nó phát triển, chuyển xong nó làm cho con gà thở 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 gấp, mà thở giống như biểu hiện của viêm thanh khí quản truyền nhiễm hoặc ORT đó. Mọi người lầm đó là chết hoài luôn, chết lây gai xong nó chết hào hạt, chết là thua luôn. Đó là cái bên lò ấp, bên công ty ấp trứng, bên những cái người mà người ta làm bên con giống, người ta xử lý cái vấn đề đó nó ít lắm, ít có bị lắm, tại vì người ta xịt chất trùng trứng đàng hoàng hết rồi, xử lý chữa trứng trước khi đem vô ấp rồi, trong quá trình ấp người ta cũng xử lý luôn, nên cái vấn đề đó ít. Thì các bạn hiện khi mà anh chị đã nuôi á, nuôi cái nền mà nền bằng chấu, bằng chấu nè, nền đất ưa bị vấn đề mà nấm mọi người, xi măng đồ, nền xi măng mà cát xi măng cũng bị luôn. Đó, nuôi độ dày nó bị chỗ mồi như vậy là bị mọi người, cho nên nấm cũng quan trọng, mình tiêu độc, mình vệ sinh sát trùng nấm đó, các loại bệnh khác như là tủ trùng nè, cúm gia cầm nè, rồi ba vi khuẩn đồ đó, là mình xịt sát trùng, xịt sát trùng là ok. Thì nó áp dụng cho những cái trại mà đang nuôi á mọi người, muốn xịt sát trùng á, muốn vệ sinh đó, chúng ta thường vệ sinh hai tuần một lần. Đối với trại mà phát triển bình thường không bị bệnh, đối với những trại mà dịch nó xảy ra đó, nó mới chớm đó, thì chúng ta sử dụng một tuần hai lần nha mọi người, hai lần cho nó yên tâm nha mọi người. Xịt chỉ đó là con vi khuẩn nó không tăng lên được, hoặc con vi quýt nó không tăng số lượng lên được, là nó không có gây hại cho con gà mình đó. Tại sao mà con gà nó bệnh? Tại vì cái con gà trong cơ thể của nó vẫn có vi khuẩn, vẫn có vứa trong cơ thể con gà nha mọi người, mọi người hãy hiểu vậy đó. Nên mọi người đừng có tưởng là con vi quýt hay con vi khuẩn ở ngoài là nhiều, ở ngoài vẫn có, ở trong phân chim vẫn có, nhưng ở trong tồn tại trong cái cơ thể của con gà nó vẫn có vi khuẩn, vi quýt, E. coli đều có hết. Con gà nó không bệnh khi mà nó kìm được cái sự phát triển của vi khuẩn, vi quýt này, là con gà nó mạnh khỏe, nó không có bị bệnh. Khi mà con gà nó bị bệnh rồi đó là cái số lượng vi khuẩn, vi quýt nó tăng lên rồi, nó tăng lên bên trong cơ thể con gà rồi, và con gà đi phân ra thì nó sẽ lây cho con gà khác. Cho nên mình vừa kết hợp sát trùng chuồng trại hàng tuần, hàng tháng, mình vừa cho nó làm vaccine cho nó và vừa cho nó uống thuốc kháng sinh
thì nhất định con gà mình sẽ diệt được hết, diệt được hầu như hết toàn bộ vi khuẩn vi rút luôn mọi người. Chỉ khi nào mọi người không làm vệ sinh, không biết chuồng chuồng trại thì nó lây thôi, chứ mọi người làm đầy đủ cái phương pháp thì mật độ con vi khuẩn trong cơ thể con gà nó không tăng lên được, là con gà nó tự kìm cái cơ thể con gà, tự kìm được cái vi khuẩn ở trong cơ thể nó, cho nên nó không phát triển thì con gà nó phát triển. đương nhiên là vậy, nó ký sinh nó ở tàu trong trong cơ thể con gà mà, cho nên nó phát triển mạnh là con gà chết, con gà si rồi để đánh chết rồi. Chứ nó bình thường con gà mạnh khỏe ăn uống bình thường là không bao giờ mà xảy ra tình trạng mà bị bệnh nha mọi người. Đó, bệnh là khi mà con cơ thể con gà nó nhiễm nhiều, như cơ thể con gà nó kiềm chế được vi khuẩn lớn nhưng mà nó ra giường nó ăn cái này kia cơ nọ nó dính dính phân đồ nó nhiễm bệnh thì nó sẽ tăng lên, cơ thể nó tăng lên là nó chết, nó bệnh nó chết nha mọi người, mình cứu không kịp nó chết. Thường những cái loại virus là mình cứu không có kịp đâu, virus bị nhiễm virus là không bao giờ cứu kịp, vi khuẩn còn cứu kịp chứ virus là thua. Cho nên mình clip nào mình cũng nói cái vấn đề một vaccine nha mọi người, vaccine là quan trọng. Phòng vaccine rồi, vệ sinh kỹ rồi, chăm sóc kỹ rồi thì chúng ta thành công thôi. Đương nhiên là vậy, ngành nào cũng vậy, ngành chăn nuôi là vậy đó. Mọi người nhớ mình sẽ trả lời những câu hỏi mọi người thắc mắc, mọi người cần thắc mắc gì mọi người cứ gửi câu hỏi với mình nha. Mình thích cái đăng ký kênh của mình, ủng hộ mình, đăng mình để nhìn ra những cái video về chăn nuôi và mình sẽ học hỏi những cái video chăn nuôi của anh chị em nha. Cảm ơn mọi người nhớ ủng hộ mình đó. Nãy giờ mình nói về những cái thuốc sát trùng nè, những cái phương pháp vệ sinh nè để phòng tránh dịch bệnh cho trại mình nè đó. Ngoài ra mọi người sử dụng những gì nữa đó, thì mình sẽ chia sẻ tiếp theo nha mọi người. Cái vấn đề mà mình sẽ nói tiếp theo là vấn đề mà vệ sinh cái khâu mà mọi người ra vào chuồng trại nha mọi người. Cái ra vào chuồng trại này cũng chiếm tỷ lệ rất nhiều đúng không? Khi mà chúng ta chăm sóc gà, chúng ta cần có cái gì? Cần có một cái đôi dép, một đôi ủng gì đó, chúng ta để ở trước cửa chuồng chúng ta, hoặc chúng ta sẽ để một cái hố vôi hình vuông gì đó, cái thao nước, cái thao vôi gì đó ở trước cửa chuồng chúng ta, cho đi ra vô chúng ta lấy cái dép chúng ta nhúng vô đó khoảng 15-20 phút chúng ta hãy bước vào chuồng chạy. Và một cái dụng cụ nữa cần thiết đó là cái gì mọi người? Cái áo khoác của mọi người, cái áo mà chúng ta chăm gà mọi người cũng có cần có cái áo mọi người. Chăn nuôi nhiều, chăn nuôi số lượng nhiều, chăn nuôi càng nhiều càng sử dụng những cái phương pháp an toàn hơn. Chăn nuôi một hai con hú chưa vui thì mọi người không cần, nó cũng làm sao làm. Còn chăn nuôi mà kiểu mà chăn nuôi kinh tế, xác định chăn nuôi kinh tế là chúng ta phải bài bản không mọi người, chúng ta phải có áo bảo hộ nè, nón nỉ nè, có khẩu trang nè, có ủng nè, có dép đồ nè, có hú sát trùng nè đó, chúng ta phải có đầy đủ gì đó mới ra vào chăm sóc chuồng trại được. Nó không có đi virus vi khuẩn ngoài vào và tắt đi virus trong cơ thể của mọi người. Mọi người cũng có khẩu trang bịt lại là mọi người hắt xì một cái là đàn gà mọi người đi luôn. Tại vì sao biết không, con virus cảm cúm ở người rất cực kỳ là nguy hiểm, cảm cúm nó lây cho những con vật của mọi người luôn á. Nếu mà gặp loại cái chủng mà nó lây cho trực tiếp trên gà trên gia cầm của mọi người là mệt mình đó người. Những người cảm bị cảm cúm thường nên đeo khẩu trang, nên đeo khẩu trang, càng khẩu trang còn ngon càng tốt, đeo luôn mặt kính luôn mọi người. Mắt kính là cái nón bảo hộ mà có cái kính ở phía trước nè, mình gạt xuống luôn, vừa đeo khẩu trang vừa gạt kính là an toàn nhất. Đeo khăn tay, đeo bảo hộ tay chân nữa, ok, thêm cái khẩu trùng nữa là bảo đảm mọi người không bao giờ mà bị bệnh nha mọi người, không bao giờ mà đem bệnh ở ngoài vô được hết trơn. Chỉ trường hợp duy nhất là phân chim trên trên trời nó rớt xuống cái trại của mình sẽ cái chỗ săn thả mọi người. Nhưng mà mọi người yên tâm đi, phân chim nó rớt xuống mình có biện pháp xử lý, đó là sao mọi người, mình xịt sát trùng 2 tuần, mình xịt lần, tầng sinh lằn, còn gì con chim không bao giờ bị. Nó đi một phân hai phân thì mật độ cái con vi khuẩn virus nó chưa cao đâu mọi người, mình sạch sát trùng rồi nó chết luôn rồi không còn đâu nữa. Đó là cái vấn đề mà vệ sinh nha mọi người, vệ sinh ra vào chuồng trại nha mọi người cực kỳ quan trọng nha. Đó, tại sao mà cái lò ấp, tại sao những công ty,
khi mà mọi người muốn tham quan gì đó, mọi người cần phải sát trùng cơ thể, cần phải mặc báo hộ qua cái nhà xử lý cơ thể mọi người, đó là gì, qua cái chỗ mà nó phun sát trùng để nó phát trùng chuồng trại sát trùng áo của mọi người, nó mới cho mọi người vô tham quan chứ. Nhưng mà cái lớp khách hàng mà được tham quan ở những cái công ty như thế đó, cực kỳ hiếm mọi người, tại vì khách hàng đó là khách hàng mạnh, mấy chục ngàn con đồ cho mới cho mọi người đi, khách hàng 20 con cũng điện mình điện hỏi có vô chạy coi được không, vô đồ ấp coi được không, đâu cho vô mọi người công ty nó không cho mọi người vô đâu, nghĩ ít quá, cái lượng mọi người nuôi ít quá, ai đâu cho vô mọi người ơi. Không cho những cái người lạ tiếp xúc nữa. Đó cũng là cái cách mà bảo vệ cái chuồng gà của mọi người nha. Chừng khi mọi người xuất bán, mọi người hãy cho người lái vô bắt thôi. Chứ toàn bộ cái quá trình mà mọi người chăm sóc, mọi người nuôi dưỡng gà, mọi người đừng có ham hố mà dẫn người này kia lại. Mà mình cái phòng của mình không có tốt nha mọi người. Vệ sinh phòng chạy mình không tốt mà mình dẫn người ta lại nữa, mình biết mầm bệnh từ đâu xuất hiện rồi đó. Đó, từ giò nè, từ chân nè, từ dép, mọi người đi tùm lum tá la chứ đi hướng này hướng kia, đi khu này hướng kia thì nó mang về chạy mình thôi. Còn mọi người biết người ta có bệnh gì không, bất cảm gì không, vô chuồng chạy chúng ta mà không có khẩu trang, không có gì hết trơn, ách xì một cái là rồi luôn, đêm ngủ không được luôn mọi người. đêm ngủ không được luôn đó nghe. Ok rồi, những cái phương pháp đó mình chia sẻ, mình biết được mình chia sẻ cho mọi người đó. Còn mọi người thấy những cái phương pháp nào hay, phương pháp nào hữu ích nữa, mọi người cứ bình luận, cứ comment cho mọi người biết nha mọi người. Tại vì mình cũng rất cần học hỏi từ mọi người, học hỏi từ những anh chị chăn nuôi. Mà có lẽ mình không biết mình nói đây có được không chứ. Mình thấy mình muốn học hỏi mà mấy anh chị đã nuôi bờ gồ, ít có khi nào mà quan tâm tới mình đó. Giấu nghề mọi người, họ giấu nghề thôi. Nên những cái anh chị đó không biết sao mình tiếp cận được. Khó hả anh chị? Khó à? À, còn mình nhiều vô tư, mọi người cứ gọi bình luận, comment. Mình biết cái gì mình sẽ trả lời cho mọi người hết. Còn mình không biết thì mình để dấu hỏi đó, mình ghi chép lại, mình sẽ có những cái phương pháp, mình sẽ tìm hiểu thêm. Sớm muộn mình cũng biết thôi mọi người. Ok, tại vì cái nghề này, cái nghề chăn nuôi này nó sẽ theo mình mãi mãi, trường tồn hả mọi người. À, bây giờ đủ sống, nhưng mà sau này mình sẽ theo nó nuôi mình một thời gian rồi mọi người, nuôi mình là thời gian đó, cho nên mình mới có thể chia sẻ cho mọi người biết những cái cách mà mình nuôi gà như thế nào, mình học được người ta như thế nào, học được những cái người chạy khác như thế nào, mình chia sẻ với mọi người chứ mình cũng không có giỏi gian gì đâu mọi người. Cũng giống mọi người lúc đầu khởi nghiệp thôi, cũng không biết gì chứ, lúc đó thì cũng đâu có cái gì đâu, cũng đâu có công nghệ gì, cũng không có phát triển, cho nên thường trải nghiệm thôi, mình trải nghiệm thực tế, mình tự nuôi, mình tự sử dụng thuốc, mình tự dùng vaccine, chưa có dạy hết, nha mọi người, tự học lớn, học lớn, hỏi lớn. Rồi, cái video của mình chia sẻ về vệ sinh đến đây xin kết thúc, và những cái phương pháp vệ sinh đó, mong sẽ giúp ích được cho một số anh em đang nuôi hoặc có ý định nuôi gà nghe mọi người. Cảm ơn mọi người, nhớ ủng hộ bằng mình, nhấn một like cho mình nghe ủng hộ mọi người, nhớ chia sẻ những cái video của mình để cho mọi người, bạn bè của mọi người tham khảo cái bài, và hẹn gặp lại trong những video kế tiếp. Chào tạm biệt mọi người.